Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Dưới 600 triệu đồng lựa chọn Hyundai Accent hay Honda City. Với ngân sách dưới 600 triệu đồng thì hai mẫu xe sedan hạng B là Hyundai Accent và Honda City là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi một gia đình trẻ cân nhắc về một chiếc xe phục vụ cho cả gia đình. Để khách hàng có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu, VOV có bài so sánh giữa hai mẫu xe này. Đối với Hyundai Accent, kể từ khi được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam đã ngay lập tức chiếm được lòng tin của khách hàng về một sản phẩm sở hữu thiết kế bắt mắt, vận hành ổn định bền bỉ, nhiều tính năng an toàn hiện đại cùng giá bán hợp lý. Sản phẩm được giới thiệu vào tháng 4 2018, trải qua một lần facelift, nâng cấp vào tháng 12 năm 2020. Cho đến nay đã vượt qua mốc 100.000 xe bán ra, liên tục nằm trong top những mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam qua từng tháng, từng năm. Còn mẫu Honda City có mặt ở Việt Nam sớm hơn, nhưng luôn bị cái bóng của đối thủ đồng hương Toyota Vios che lấp. Khác với Accent hay Vios chọn hướng tiếp cận theo số đông, City chọn cách hướng đến khách hàng trẻ với những đặc tính thể thao, vốn là thế mạnh của Honda. Hướng tiếp cận này sẽ có được những khách hàng trung thành, nhưng sẽ khó để hài lòng được đa số. Khách hàng gia đình trẻ hiện đang là tập khách hàng tiềm năng nhất hiện nay. Xu hướng giờ đây của họ là dần bỏ qua phân khúc A mà hướng tới phân khúc cao hơn. Tuy nhiên, với nền tảng tài chính chưa thực sự mạnh, những mẫu xe cỡ C hay SUV cỡ trung và lớn thường nằm ngoài khả năng của họ. Lúc này, các mẫu sedan B với tầm tiền dưới 600 triệu đồng sẽ là lựa chọn được hướng tới. Thiết kế, Accent thiết kế thời trang, City phong cách thể thao. Xét về thiết kế, Hyundai Accent và Honda City đều sở hữu thiết kế trẻ trung, bắt mắt. Tuy nhiên, giữa hai mẫu xe vẫn có những điểm khác biệt. Hyundai Accent sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại, thể thao nhưng không quá nổi loạn mà vẫn duy trì được nét tinh tế, trang nhã. Do đó, Hyundai Accent tỏ ra phù hợp với nhiều lứa tuổi, từ những người trẻ đến người trung niên. Hyundai Accent có kích thước dài nhân rộng nhân cao, lần lượt 4440x1729x1470mm, cùng chiều dài cơ sở 2600mm. Những con số này mang đến cho Accent một không gian rộng rãi bậc nhất trong phân khúc. Accent sở hữu bộ lưới tản nhiệt hình thang ngược với cấu tạo từ khối hình học dạng mắc xích cá tính và táo bạo, tạo nên dáng vẻ khỏe khoắn và thể thao hơn. Cụm đèn chiếu sáng projector cũng ấn tượng và sắc nét và góc cạnh hơn khi được vuốt ngược ra phía sau theo hình lưỡi liềm độc đáo. Honda City sở hữu thiết kế trẻ trung, đậm nét thể thao kế thừa từ mẫu xe đàn anh Civic. Honda City phiên bản mới dài 4553mm, rộng 1748mm và cao 1467mm, khoảng sáng gầm là 134mm. So với phiên bản trước, chiều dài và rộng của xe tăng thêm lần lượt 113mm, 54mm. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh lại theo kiểu đôi cánh vững chãi, phong cách mới với một thanh nan bản to chạy dài ôm trọn cả phần mặt tiền. Bộ đèn LED chiếu sáng là trang bị trên bản RS, các phiên bản thấp hơn sử dụng đèn halogen và thấu kính hội tụ. Honda City. Một điểm nữa, City sử dụng mâm xe có kích thước bề mặt 185mm, nhỏ hơn so với con số 195mm của Accent, cộng với chiều cao 1477mm, nhỉnh hơn 17mm so với Accent, khiến cho tổng thể City có chút mất cân đối ở dàn chân. Còn với Accent sẽ có sự hài hòa, hợp lý hơn. Khoang nội thất của hai xe được đánh giá ngang nhau khi cùng sở hữu ghế ngồi bọc da ở bản cao, bọc nỉ ở bản thấp. Màn hình giải trí cũng có kích cỡ lớn 8 inch, hỗ trợ đa kết nối. Cả hai mẫu xe đều dùng chìa khóa thông minh, hỗ trợ khởi động từ xa. Tùy vào sở thích của mỗi người mà sẽ có sự đánh giá về nội thất của hai mẫu xe khác nhau, cảm nhận yêu thích khác nhau. Động cơ và vận hành. Cả hai mẫu xe đều sử dụng động cơ nạp khí thiên nhiên, với City là 1.5 lít, còn với Accent là 1.4 lít về thông số. City trội hơn Accent khi công suất động cơ 118 mã lực, mạnh hơn 100 mã lực của Accent. Tuy nhiên, hộp số của City là loại CVT vô cấp, còn của Accent là an toàn 6 cấp. Hộp số CVT vốn không được người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao bởi khả năng vận hành chưa hấp dẫn ở tốc độ cao và tiếng ồn khá lớn phát ra từ hộp số khi di chuyển trên 70 km/h. Bên cạnh đó, CVT cũng yêu cầu kiểm tra, bảo dưỡng chi tiết cẩn thận hơn. Còn với hộp số 6AT của Accent, độ tin cậy là điều đã được chứng minh và nhận được sự ưa chuộng của khách hàng. Vận hành một hộp số có cấp cũng vẫn luôn đem đến sự hứng thú, vui thích của cho người cầm lái hơn. Một điểm đáng lưu ý, Honda City được nhiều khách hàng đánh giá là cách âm khá kém khi tiếng ồn của môi trường, đặc biệt là phần gầm, lốp vọng vào khoang lái khá lớn. Trên Accent, những âm thanh khó chịu xuất hiện ít hơn. Đây là điểm cần chú ý đối với gia đình, khi công năng phục vụ số đông cần được chú ý hơn là cảm giác lái hứng khởi dành cho người lái. Tính năng an toàn. Xét về tính năng hỗ trợ an toàn, cả Accent và City đều tương đương nhau, đem đến khả năng bảo vệ tốt dành cho gia đình. Giá bán. Hyundai Accent có mức giá dễ tiếp cận hơn khá nhiều so với Honda City. Trên thực tế, mẫu xe của Honda là mẫu sedan có giá cao nhất phân khúc về hiện nay. Mức giá cao của City là một rào cản với khách hàng có nền tảng tài chính không thực sự mạnh. Kết luận. Như vậy có thể thấy, cả Accent và City đều là những lựa chọn tốt dành cho gia đình.
Cả hai mẫu xe đều thiết kế trẻ trung, thời trang và thể thao, tuy có đi theo phong cách khác nhau. Cả hai đều được trang bị những tiện nghi hữu ích, tiện dụng. Tuy nhiên, với Honda City, gia đình sẽ phải chiều lòng ông chủ gia đình với sở thích cầm lái bằng việc chịu tiếng ồn khá lớn khi vận hành. Kèm theo đó, hộp số CVT cũng cần được chăm sóc, bảo dưỡng cẩn thận hơn. Còn với Accent, sở thích cầm lái sẽ được nhường cho việc đem đến không gian rộng rãi với khả năng cách âm tốt hơn, đem đến cho gia đình những chuyến đi dễ chịu. Bên cạnh đó, hộp số tự động 6 cấp được tinh chỉnh khá tốt, giúp đem đến phần nào cảm giác cũng khá tốt khi vận hành dành cho người lái. Đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.